Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Hôm nay, ngày 27 tháng 7 kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Trước khi bắt đầu chương trình làm việc của kỳ họp Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu bày tỏ sự tri ân các anh hùng liệt sĩ, các bậc lão thành cách mạng đã hy sinh xương máu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Thông tin sẽ có ngay trong phần đầu bản tin hôm nay. Sáng ngày 27 tháng 7, trước khi bắt đầu chương trình làm việc của kỳ họp thứ nhất, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu nhân ngày Thương binh Liệt sĩ. Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi đến các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng lời thăm hỏi ân cần, tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn sâu sắc nhất. Chủ tịch Quốc hội khẳng định hơn lúc nào hết cần tiếp tục tổ chức thực hiện tốt hơn nữa các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng giúp đỡ thiết thực toàn diện và có hiệu quả để thực hiện bằng được mục tiêu các gia đình có công với nước đều có mức sống ngang bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công vừa là tình cảm thiêng liêng trách nhiệm cao cả của cả hệ thống chính trị và toàn dân vừa là yếu tố bảo đảm thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc tăng cường niềm tin của nhân dân vào đảng và nhà nước nhận thức sâu sắc được điều đó quốc hội đại biểu quốc hội tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động nhất là trong công tác xây dựng hoàn thiện pháp luật cơ chế chính sách ưu đãi người có công và giám sát tổ chức thực hiện để những người có công và gia đình được thụ hưởng đầy đủ các chính sách ưu đãi của đảng và nhà nước theo thương vụ Việt Nam tại Lào trong 6 tháng đầu năm 2021, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Lào đạt trên 671 triệu USD, tăng 36,5% so với cùng kỳ. Trong đó xuất khẩu đạt hơn 329 triệu USD, tăng 19,1%, nhập khẩu đạt hơn 341 triệu USD, tăng 58,9% so với cùng kỳ năm 2019, thời điểm chưa có dịch, kim ngạch hai chiều tăng 16,6% trong đó nhập khẩu tăng 49,3%, còn xuất khẩu giảm nhẹ 5%. Riêng tháng 6 năm 2021, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam Lào đạt trên 100 triệu USD, so với cùng kỳ tăng 22,1% so với năm 2019, thời điểm chưa có dịch tăng 18,1%. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang Lào là hàng dệt may đạt hơn 1 triệu USD, phương tiện vận tải và phụ tùng đạt gần 5 triệu USD, máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng đạt gần 5 triệu USD, xăng dầu đạt hơn 1,5 triệu USD. Các mặt hàng Việt Nam nhập khẩu chủ yếu từ Lào là gỗ và sản phẩm gỗ đạt hơn 7,3 triệu USD, quạng và khoáng sản đạt gần 5,8 triệu USD, cao su đạt hơn 12,3 triệu USD. Dự kiến tháng 7 năm 2021, kim ngạch có thể sẽ không tăng do dịch bệnh ở Việt Nam đang diễn biến phức tạp. Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, phần mềm đăng ký nhận diện phương tiện có mã QR code đã bị tấn công mạng từ sáng ngày 26 tháng 7. Điều này đã ảnh hưởng đến một số phương tiện chưa được cấp mã QR code có nhu cầu lưu thông phục vụ vận tải hàng hóa thiết yếu. Nhằm khắc phục tình trạng trên, bảo đảm vận chuyển hàng hóa thiết yếu, đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp được lưu thông thông suốt, an toàn và bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện các giải pháp sau. Trong trường hợp các phương tiện vận tải hàng hóa thiết yếu, vận chuyển công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp đã được cấp giấy nhận diện phương tiện có mã QR code còn hiệu lực người điều khiển phương tiện có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn giá trị trong vòng 72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát không kiểm tra các phương tiện này khi lưu thông qua chốt. Trong trường hợp chưa được cấp kịp thời giấy nhận diện phương tiện có mã QR code nhưng người điều khiển phương tiện này đã có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn giá trị thì lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát cho xe lưu thông qua chốt sau khi đã kiểm tra giấy chứng nhận Bộ Giao thông Vận tải cũng đề nghị việc bố trí các chốt kiểm soát được tổ chức thành nhiều điểm, các điểm có khoảng cách và diện tích phù hợp, lực lượng chức năng thực hiện phân loại phương tiện để đưa vào kiểm soát tại từng điểm, không kiểm tra phương tiện trên đường để đảm bảo tuyệt đối không ùn tắc giao thông trên tuyến. Vừa qua trong thời gian các địa phương thực hiện giãn cách xã hội đã xảy ra hiện tượng một số tổ chức cá nhân lợi dụng tình trạng thiếu hàng cục bộ do nguồn cung bị gián đoạn và nhu cầu mua sắm tích trữ nhu yếu phẩm của người dân tăng cao để tăng giá bất hợp lý. Ông Nguyễn Anh Tuấn, cục trưởng cục quản lý giá, Bộ Tài chính cho biết: Các cơ quan chức năng quản lý thị trường đã tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát việc niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết và xử lý nghiêm các hiện tượng tăng giá bất hợp lý. Qua đó kịp thời bảo đảm đời sống người dân trong tình trạng giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19. Bộ Tài chính tham mưu chính phủ, Thủ tướng chính phủ triển khai công tác quản lý điều hành giá trên quan điểm đảm bảo hài hòa các mục tiêu chung, nhất là tình hình triển khai các giải pháp bình ổn giá cả thị trường trong thời điểm dịch Covid-19 có những diễn biến ngày càng phức tạp. Trong những tháng cuối năm 2021, mức tăng CPI bình quân 6 tháng đầu năm ở mức 1,47%, việc kiểm soát CPI bình quân cả năm 2021 ở mức khoảng 4% là trong tầm kiểm soát của chính phủ, của ban chỉ đạo điều hành giá. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều yếu tố tác động có thể gia tăng áp lực lên công tác kiểm soát lạm phát. Để thực hiện kiểm soát lạm phát theo chỉ tiêu quốc hội giao, Công tác quản lý điều hành giá, kiểm soát lạm phát sau tháng cuối năm cần tiếp tục thực hiện một cách thận trọng, linh hoạt và chủ động, tập trung theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng quan trọng, thiết yếu để có biện pháp điều hành phù hợp. Ngăn chặn các hoạt động đầu cơ, thao túng giá, các hành động tát nước theo mưa để trục lợi. Cùng với đó, chủ động tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong lưu thông để chuẩn bị các nguồn hàng dự trữ, bình ổn giá cả thị trường, nhất là dịp cuối năm 2021. Sáng ngày 27 tháng 7, các trung tâm tham gia nghiên cứu thử nghiệm vaccine Nanocovax phòng COVID-19 giai đoạn 3 bắt đầu triển khai tiêm thử nghiệm mũi 2 cho 12.000 tình nguyện viên thuộc đợt 3B. Trước khi tiêm thử nghiệm, các tình nguyện viên phải khai báo y tế, khám sinh hiệu đo các chỉ số dấu hiệu sinh tồn, kiểm tra cho nữ tình nguyện viên trong độ tuổi sinh sản xem có đang mang thai hay không, sau đó khám trước tiêm. 12.000 tình nguyện viên được tiêm theo tỷ lệ 2.1, tức hai người tiêm vaccine, một người tiêm giả dược với nhóm liều duy nhất 25 mg. Trước đó 13.000 tình nguyện viên đợt 3A và 3B đã hoàn thành mũi tiêm thử nghiệm đầu tiên vaccine Nanocovax vào ngày 14 tháng 7, sau đó 1.000 tình nguyện viên đợt 3A hoàn tất mũi tiêm thứ hai vào ngày 22 tháng 7. Các tình nguyện viên có sức khỏe ổn định, không xuất hiện trường hợp gặp phản ứng ngoài dự kiến. Ngày 15 tháng 8 tới, sự kiến các đơn vị sẽ hoàn thành tiêm mũi 2 của cả giai đoạn 3. Tiêm thử nghiệm vaccine Nanocovax phòng COVID-19 giai đoạn 3 được thực hiện tại nhiều trung tâm trong nước. Phía Bắc do Học viện Quân y làm đầu mối triển khai tại Bệnh viện Quân y 103, phối hợp với Sở Y tế tỉnh Hưng Yên triển khai tại địa phương. Phía Nam do Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh làm đầu mối triển khai phối hợp với Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Long An và Tiền Giang triển khai tại địa phương qua hai giai đoạn đầu, kết quả thử nghiệm cho thấy 100% tình nguyện viên đều sinh miễn dịch tốt, tỷ lệ chuyển đổi huyết thanh đạt trên 99%. Tính đến sáng nay, thế giới đã ghi nhận 195 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có gần 4,2 triệu trường hợp tử vong. 24 giờ qua, số ca mắc COVID-19 tại Thái Lan đã vượt ngưỡng 500.000 lên 512.678 ca, sau khi ghi nhận thêm 15.376 ca. Cũng trong 24 giờ, Thái Lan có thêm 87 ca tử vong, đưa số người không qua khỏi vì dịch bệnh lên 4.146 người, trong đó đa số được ghi nhận kể từ khi bùng phát làn sóng COVID-19 thứ ba từ đầu tháng 4 vừa qua. Malaysia ngày 26 tháng 7 ghi nhận 207 ca tử vong do COVID-19. Đây là mức cao nhất kể từ khi dịch bùng phát ở nước này. Trong khi đó, số ca nguy kịch cũng ở mức cao chưa từng có với hơn 1.009 người, trong đó hơn 500 ca phải sử dụng máy trợ thở. Từ tháng 4 tới nay, Malaysia đang trong giai đoạn 2 của làn sóng dịch thứ 3, số ca lây nhiễm trong 14 ngày liên tiếp vừa qua vượt trên mốc 10.000 ca. Trước tình hình này, chính phủ Malaysia đã kêu gọi người dân cùng đoàn kết vượt qua đại dịch. Giới chức nước này sẽ tăng thêm các bệnh viện công điều trị COVID-19 để cung cấp đủ giường cho các ca điều trị tích cực, đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng, nhất là tại các vùng có số ca nhiễm mới và tử vong cao. Bản tin tiếp tục với một số tin tức đáng chú ý trong tỉnh. Hội đồng nhân dân huyện Hạ Lang khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa tổ chức kỳ họp thứ hai dự và phát biểu chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Nguyễn Trung Thảo, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe các báo cáo tờ trình sự thảo nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2021. Về tình hình thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội, thu ngân sách trên địa bàn đạt 13,747 tỷ đồng, bằng 69,48%. Dự toán Ủy ban Nhân dân tỉnh Giao sản lượng lương thực có hạn ước đạt 7.380 tấn, bằng 99,4% kế hoạch. Bàn giao và đưa vào sử dụng 26 công trình xây dựng cơ bản đã giải ngân đầu tư công, được 3 tỷ 743 triệu đồng, đạt 35,2% kế hoạch. Hoàn thành tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 544 người tiêm mũi 1 và 528 người tiêm mũi 2. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Trung Thảo đề nghị huyện Hạ Lang cần tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội, khẩn trương triển khai thực hiện các chương trình kế hoạch đột phá về nông nghiệp. Lồng ghép các nguồn vốn để hỗ trợ, khuyến khích người dân tăng diện tích cây trồng, đẩy nhanh công tác đầu tư công xây dựng cơ bản đối với công trình chuyển tiếp, công trình đầu tư mới, đảm bảo an toàn, an ninh khu vực biên giới, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 trên toàn huyện, phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021. Tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân huyện Quảng Hòa khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026, đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Sau tháng đầu năm, cấp ủy chính quyền huyện Quảng Hòa đã tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội. Tổng sản lượng lương thực vụ đông xuân đạt 23,986 tấn, bằng 98,3% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 17 tỷ 753 triệu đồng, đạt 30% kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp đạt 22,825 tỷ đồng, bằng 37,7% kế hoạch. Xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn đạt 65,2 triệu USD, tăng 57,9% so với cùng kỳ năm trước. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững kỳ họp đã biểu quyết thông qua 7 nghị quyết về quy chế hoạt động của Hội đồng Nhân dân huyện Quảng Hòa khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026, chương trình hoạt động giám sát năm 2022 của Hội đồng Nhân dân huyện, phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2020, nghị quyết về đề án đặt tên đường phố và các công trình công cộng tại các thị trấn trên địa bàn huyện và một số quy định khác liên quan đến phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Tiếp tục hoạt động tri ân ngày Thương binh Liệt sĩ, huyện Đoàn Thanh niên Hà Quảng phối hợp với Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ, bệnh viện Đa khoa và Trung tâm Y tế huyện tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, nhân dân ở xóm Khuổi Bàng, thị trấn Xuân Hòa và xã Lương Can. Hơn 200 người đã được các bác sĩ khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí với tổng trị giá gần 8 triệu đồng do Hội chữ thập đỏ huyện hỗ trợ. Đây là chương trình được tổ chức thường xuyên hàng năm của huyện Đoàn Thanh Niên nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, góp phần an sinh xã hội ở những địa bàn khó khăn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Sau khi khám sàng lọc, nhiều đối tượng có bệnh mạng tính, một số bệnh nặng đều được giới thiệu lên tuyến trên để tiếp tục điều trị. Các đối tượng đến khám sức khỏe đều được đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và được hướng dẫn giãn cách theo quy định phòng chống dịch COVID-19. Tiếp tục giám sát công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 Verocell tại huyện Hà Quảng, đoàn công tác của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đến giám sát tiến độ tiêm chủng tại các xã Cần Yên, Cần Nông và Lũng Nặng. Qua giám sát cho thấy các điểm tiêm đã bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ y tế phục vụ cho công tác tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế để chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 tại huyện Hà Quảng diễn ra an toàn. Trước đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đã hỗ trợ Trung tâm Y tế huyện Hà Quảng về công tác chuyên môn. Tuyên truyền nhân dân các xã biên giới thuộc đối tượng ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 Verocell do Trung Quốc tài trợ. Bên cạnh đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng đã cử bác sĩ, điều dưỡng, hỗ trợ công tác tiêm chủng tại xã Lũng Nậm, huyện Hà Quảng. Kết thúc ngày tiêm, xã Cần Yên đã tiêm cho 145 người, xã Cần Nông 52 người, xã Lũng Nặng 162 người. Hiện tại sức khỏe của những người được tiêm đều ổn định. Bản tin 16 giờ chiều nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.